Khi những hình ảnh thương tâm về cậu bé Quách Bân Bân được báo chí Trung Quốc đăng tải, rất nhiều nhà hảo tâm đã gửi tiền quyên góp tới gia đình cậu bé. Cha của cậu bé cho biết gia đình đã nhận được khoảng 16.363 đô la Mỹ. Cùng lúc đó, bác sĩ nhãn khoa nổi tiếng tại Hồng Kông, Dennis Lam tuyên bố sẽ mổ và ghép mắt điện tử miễn phí cho cậu bé. Khi tôi nghe về vụ việc này, tôi thực sự rất tức giận và bức xúc. Tôi tự hỏi bản thân mình, liệu có thể giúp gì cho cậu bé không? Theo bác sĩ Lam, Quách Bân Bân sẽ có thể phục hồi 40% thị lực với phương pháp này. Có thể thị giác của cậu bé sẽ được hồi phục từ 20 đến 40% trong 10 năm tới. Đó là một phỏng đoán lạc quan. Mục tiêu cuối cùng là giúp cậu bé nhìn thấy trở lại. Bác sĩ Lam cho biết, khi được lắp mắt điện tử, các máy ảnh trong mắt giả sẽ chuyển tiếp tín hiệu dựa trên hình dạng của các vật thể đến một máy phát dùng điện, giúp cậu bé nhận ra các hình dạng. Theo ông Lam, công nghệ này đã được sử dụng thành công ở Nhật Bản và châu Âu. Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng của ông là lắp cho cậu bé một đôi mắt điện tử kết nối trực tiếp với não, giúp em phần nào lấy lại được thị giác. Song đây là một phương pháp chữa trị vẫn đang được phát triển. Trong khi đó, truyền thông quốc gia Trung Quốc lại đưa tin rằng một bệnh viện địa phương ở Sơn Tây sẽ cung cấp mắt nhân tạo làm từ san hô cho Bân Bân trong một tháng tới. Bân Bân mất tích vào tối 24 tháng 8 sau khi ra ngoài chơi. Vài giờ sau, gia đình tìm thấy cậu bé ở một cánh đồng, người đầm đìa máu. Đôi mắt của Bân Bân đã bị móc mất và nằm cách đó một đoạn. Theo cơ quan điều tra, người bác dâu của Bân Bân tên là Trương Hội Anh, hiện là nghi can chính của vụ án, khi họ phát hiện máu của Bân Bân dính trên áo quần của bà Trương. Tuy nhiên, người này đã nhảy xuống một giếng làng tự tử.